thế nào là một người tin sâu vào nhân quả. Người tin sâu nhân quả, họ sẽ im lặng khi nghe ai đó nói xấu họ, im lặng và hoan hỉ, xem như trải nghiệm quá khứ. Người tin sâu nhân quả, họ có một cuộc sống tri túc. Dần dần họ sẽ an vui. Khi ở gần những người như vậy, bạn sẽ cảm thấy an vui và hạnh phúc y như họ. Người tin sâu nhân quả, thích sẽ nói thích, không thích sẽ nói không thích. Họ sẽ chẳng xu nịnh trước mặt và nói xấu sau lưng, vì họ biết nếu như vậy, họ đang tạo khẩu nghiệp xảo ngôn, mà khẩu nghiệp là nghiệp nặng nhất đời người. Người tin sâu lý nhân quả, họ sẽ chẳng dám tham của ai dù một cây kim cộng trì, vì họ biết rằng không phải của mình, có lấy cũng sẽ mất, lại tạo thêm mớ tội. Người tin sâu nhân quả, họ sẽ chẳng dám khởi tâm kiêu ngạo dù cho một niệm, vì họ biết khi khởi tâm kiêu ngạo, những điều họ đã và có hiện tại sẽ bị đốt sạch. Người tin sâu vào nhân quả, khi họ nắm chức quyền trên tay họ cũng sẽ không dựa vào quyền thế của mình để chèn ép ai, vì họ biết nếu chèn ép ai, sau này quả báo họ nhận lại sẽ tương tự như vậy. Nam Mô A Di Đà Phật.